Xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người những cái bông lan kiếm nhà em đang nở. Có hai chậu nó nở cùng một lúc nha cô chú anh chị. Đây chỉ là kiếm tiên vũ thôi, kiếm thường thôi, rất là rẻ. Thì kiếm này á thì mình mua là em mua là 180-200 ngàn một kg á mọi người, hàng rừng á. Nhưng mà sau khi em trồng và chăm sóc á thì em thấy hoa nó cũng rất là to và màu sắc rất là đẹp, cân đối. Và em thử đếm thử coi cái này được bao nhiêu bông nha. Em sẽ mời mọi người cùng đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 bông mọi người. Đó, được 32 bông rất là đẹp. Thì kiếm này em chăm sóc rất là đơn giản thôi. Em không có làm gì cầu kỳ hết á. Mọi người có thể thấy nè, nó đang có nụ tiếp nè. Chậu này năm nay ra được 3 vòi bông rồi. Một vòi thì đã tàn rồi, một vòi em có chia sẻ hôm trước đó. Và đang lên mầm gốc. Nó lên mầm gốc quanh năm luôn đó cô chú anh chị. Cứ mình chăm sóc được là nó lên mầm gốc thôi. Thì phân đa số là em cho nó ăn phân tan chậm. Và phân này phân dê này, phân này phân ri nan, phân hồng hồng là phân ri nan. Và cái phân viên nén là phân trùn quế. Đó, rất là đẹp luôn. Màu sắc rất là đẹp. Bây giờ em sẽ mời mọi người sang cái chậu bên kia ngắm ngắm bông bên kia đó. Mình nhìn xa xa mình đang thấy đó mọi người đó. Bây giờ mình sẽ sang bên đó nha. Trước tiên mọi người có thể coi hai chậu kiếm này rất là khủng nhá. Nó đan với nhau. Đó. Bên này bông này, bên này cũng to lắm ạ. Chỗ này nắng mặt trời nó che hơi khuất, nó không được đẹp, hình như nó cũng đang có nụ nhỏ nữa. Bên này, chậu bên này rất là khủng vì nó đã chật rồi. Chậu to lắm nhưng nó cũng chật rồi. Bông bên kia sáng hơn cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ làm một cái thí nghiệm, em sẽ ngắt một bông này sang so sánh với một bông bên kia, mình hy sinh một bông đi mọi người ha. Em sẽ ngắt một bông ở trong. Đây, em ngắt một bông ở trong đây. Cái kiếm này thì cô chú anh chị chỉ cần cho nó ăn nắng nhiều nhá. Nó ưa nắng lắm. Nắng thì hoa nó mới đẹp và cây lá nó mới to, mình mới luyện được kiếm. Đây ạ, em đã ngắt sang tới bên đây rồi. Bây giờ mình sẽ so sánh hai chậu kiếm cùng một loại kiếm nhưng mà bông đậm bông nhạt hơn xí. Đó, đó. Bông chậu bên đây này mọi người là nó to hơn một xí mà nó màu sắc nó sáng hơn. Nó sáng hơn mắt mũi này. Đó, hai bên hai bông gần nhau mọi người có thể quan sát mắt mũi này. Đó, rất là đẹp luôn.